Xin kính chào tất cả mọi người nha. Trước mắt chúng ta là trận chung kết của giải bóng chuyền thuộc Hội Khỏe Phú Đồng cùng 1 tiền đá tại huyện Anh Sơn giữa hai đội đội tuyển trường trung học phổ thông Anh Sơn 1 gặp đội tuyển trường trung học phổ thông Anh Sơn 3. Em ơi đi học đi. Điểm số là 11-5, hiện đang nghiêng về trường trung học phổ thông Anh Sơn 3.
gian vận động viên của trường học phổ thông Anh Thân Ba được đánh giá là rất đồng đều. Chiều cao trung bình của mỗi vận động viên là 1m72. Trong khi đó thì trường học phổ thông Anh Thân Một có chiều cao cũng rất tốt, chiều cao trung bình là 1m69. Và tỷ số được nâng lên cho Anh Thân Ba 5-12. Chúng ta đang xem trận chung kết bóng chuyền Hội Khỏe Phú Đồng, Hội Trung học phổ thông giữa hai đội tuyển trường Trung học phổ thông Anh Sơn 3 gặp đội tuyển trường Trung học phổ thông Anh Sơn 1. Trận đấu diễn ra tại sân Trung tâm Văn hóa huyện Anh Sơn. Anh Sơn 2 loại rồi nha. Mình xin nhắc lại là trường học phổ thông Anh Sơn 2 đã thua và đã bị loại nha. Theo đánh giá thì chúng ta thấy lực lượng của hai đội là tương đối đồng đều và sáu màn khởi đầu của hai đội thì tương như trận đấu sẽ diễn ra rất hấp dẫn, nhưng ở những diễn biến đầu của trận đấu thứ nhất trận chung kết thì đội tuyển trường Trung học phổ thông Anh Sơn 3 đang tỏ ra rất lần lượt, họ đang dần với tỷ số 16-5, một khoảng cách tương đối an toàn đối với trường Trung học phổ thông Anh Sơn 3. Mọi người vào xem đừng tiếc một like, share, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh Volleyball BCT để đón xem tất cả những giải bóng chuyền phong trào Hồi Làng, khu vực Nghệ An nói riêng và phong trào bóng chuyền Việt Nam nói chung. Bên chào tất cả mọi người đang xem nha, chúc một mọi người có một buổi xem live vui vẻ nha. Nhiệt độ ở trên sân huyện Anh Sơn lúc này rơi vào tầm 17 độ C nha. Đánh lên nữ à? Đôi bạn kiểu thích đánh lên nữ của em đấy.
Chào Idol anh Tuấn nha, điểm số là 27. Pha vào vòng đất hay của Tuấn Kiên đổi một điểm lại cho Trung học phổ thông Anh Sơn 3, 21-7. Chào anh Minh Hai nha, xẹp 1 anh ơi. Thẳng đầm rồi, 21-7. Anh Giao Dũng nha. Hồi khoảng phút đồng muốn bóng chuyên nữ cùng 1 diễn ra ở Anh Sơn thì chỉ mỗi trung học phổ thông Anh Sơn 3 đăng ký tham gia cho nên được đi thẳng vào vòng tỉnh nha. Và vòng tỉnh sẽ diễn ra ở thị trấn Con Cuông. Chúng ta đang xem trận chung kết bóng chuyền nam khối trung học phổ thông giữa hai đội tuyển trường trung học phổ thông Anh Sơn 3 gặp đội tuyển trường trung học phổ thông Anh Sơn 1. Đội tuyển trường trung học phổ thông Anh Sơn 3 trong trang phục áo màu xanh là cây quân đen, còn đội tuyển trung học phổ thông Anh Sơn 1 trong trang phục màu xanh dương, quân thập cẩm. Và tỷ số lúc này đã là 24-8 cho trung học phổ thông Anh Sơn 3. Trong trận đấu này thì một vòng chuyền của Hội Khỏe Phú Đồng cùng 1 sẽ kết thúc nha. Và như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì trường trung học phổ thông Anh Sơn 3 dễ dàng vượt qua trường trung học phổ thông Anh Sơn 1 với tỷ số cách biệt 25-9. Nhé này. Đủ răng đấy thôi, đi về con này ăn mày lắm đấy. Anh Sơn 1 ga lắm. Một cái là trực tiếp, một cái để đi tập cơ, một cái là ngọt. Đã đừng được máy đã cắn thèm á. Vụ có vụ bóng anh lại đứng đang cắn thèm á. Đôi nếu rửa đôi phí thôi thì chắc lại đổi nếu lại nhiều thịt hơn lại khỏe hơn. Đấy, buổi sáu xong không kịp rớt phở lên lại xin gỡ. Điểm cảnh tâm của mày thế này. Của tẩy nhiệm. Cặc mấy quả gỡ. Hai đứa thù giá này. Trần bạn kể thấy mày có thằng đi quay với anh đó. Anh đã đi với đôi bên lý thì anh phải quay đôi cho rồi. Thằng gất này đứng quay thân mới thế tự nhiên chui sang quay. Hoa nữa. Anh em đi quay họ đánh hạ thân hại người đi thì quay cho hết. Cần một cái hãy như vậy. Anh tham quay được xẹt. Nhưng tay á. Nó đánh khán giả kiểu cổ trung đoan ấn mạnh nhá. Cổ vù vô đánh thương. Nhưng tay vậy. Nhưng tay với cứ lép. Đánh tốt. Đánh hay đập cái bom. Tay đẹp vào những cơ tay ta. Phủ. Hai năm mình nhảy phạt rồi. Chiếu tay đánh hay. Thằng sẽ câu do già đó. Sau bông kiên thì tháo nó thở lên đánh được. Rồi phí phong quá lào da nó mới thủ trời hớ kìn luôn. Thủ nghề. Giải mấy lắm. Giải phút đôi. Chặn tốt là chặn kìn 6 dây thủ. Đôi hết sớm của Nguyễn mẹ Gịp. Gịp mẹ Ngọc Đen đi gây hay Ngọc Đen gây lắm, có gân tà chứ đó. Học
chào mọi người đến với volleyball BCT tế nha. Hiện tại thì ở đây đang tác nghiệp ở huyện Đánh Sơn nha, giải bóng chuyền hội khỏe Phú Đồng cùng một lành mưa quá giữa hai đội tuyển trung học phổ thông Anh Sơn 3 gặp Anh Sơn 1 nha. Mà sau xem 1 thì tỷ số là 1-0 nghiêng về trung học phổ thông Anh Sơn 3. 25-8. Tỷ số rất là khiếp tồn và rất là sát sao. 25-8. Quay đánh Sơn 1 tên. Quay đánh Sơn 1 tên. Và đấy là đội tuyển trường trung học phổ thông Anh Sơn 1. Họ khởi động rất nỗ lực nhưng vào sân đánh chưa thể hiện đúng với khả năng. Và đấy là ngôi nhà gỗ trị giá 3 tỷ đã có rất là lâu đời và sẽ sắp sửa mang ra đầu giá. Anh chào Đức nha. Tục ra tiếp tục quay trở lại sân của nhà văn hóa trung tâm thể dục thể thao huyện Anh Sơn để đón xem trận hai trận chung kết bóng chuyền nam hội khỏe Phú Đồng cúp 1 giữa hai đội trường trung học phổ thông Anh Sơn 3 đối đầu với trường trung học phổ thông Anh Sơn 1. Các em của đội tuyển Anh Sơn 1 ở phía xa màn hình nha. Và hiện tại đã đi ra xa rồi cho nên sẽ rất khó để zoom lại cho anh em xem nha. Không anh ạ. Thầy gì ấy? Huấn luyện viên của Anh Sơn 1. Và nhắn tiền đi quảng cáo cho nhãn hiệu sữa Milo nhá. Nhạc mới xem. Cú đầm mất rồi này. Mà nắm may mặc áo thun mới mày hết. Mua đấy. Mua ra mày đây. Vào chầm thôi. Chào ai đâu mỏi nha. Mỏi mấy ngày anh chơi mỏi. Đợt chúng ta 7 màu xanh nha. 12 màu xanh, 12 màu xanh, 1 màu đỏ. Cao lên, chân cao lên đi.
Để bơm mỡ đánh cứ một các răng một này. Răng mỡ đội tuyển mì. Bốn đi đội tuyển Hàn Quốc. Mình nhận lại bồn đi mấy bồn để chuyên cho người dự hại lắm rồi. Đầu bộ đấu đầu tiên hạ rồi đầu tiên Nhật Bản đẹp. Vừa tháo đánh cùng tỉnh ta là đang tăng. Tổng tăng. Hai tiêu. Nhật Bản. Nhìn nó Nhật Bản chứ hình như đứng đá áo mau chí thì chịu. Bảo anh nắm đây là mặt với đôi áo đẹp mình đừng có hắn cho hắn có tội mấy bên lấy đầu chém anh chào Tung nha. Giải A1 đập nổ bể, đừng quấn lấy đập. Bom, số chuyển hạ đây. Ba chục vòng tốt của Khánh Toan ở vị trí số 4. Khánh Toan hiện đang học 11 trường trung học phổ thông Anh Sơn 3. Trong cái đó chủ công mang áo số 8 Bùi Minh Hiểu thì đã là năm cuối của trung học phổ thông. Mọi người hâm mộ bóng chuyền đặc biệt là thế hệ 2K thì bấm like cũng như chia sẻ video cho các bạn đang học trung học phổ thông mà hâm mộ bóng chuyền được xem nha. Trận chung kết bóng chuyền cầu khỏe Phú Đồng cúp 1 diễn ra tại huyện Anh Sơn giữa hai đội tuyển trung học phổ thông Anh Sơn 3 trong trang phục xanh lá cây gặp đội tuyển trung học phổ thông Anh Sơn 1 trong trang phục màu xanh dương. Tỷ số Sẹt đang là 1-0 nghiêng với Anh Sơn 3 và tỷ số điểm của Sẹt 2 đang là 9-6 nghiêng với Anh Sơn 3. Anh chào tay nha.
Cầm tỉnh cũng 482 không? Số 7 là anh giống idol của anh. Idol của anh ở trên cái chánh. Mặc áo số 7 là anh hay lắm. Chào Việt Mạnh nha. Em biết idol được không? Đã bắn cấp tốc và vượt qua anh số ba, số bảy, số một.
nhảy phát kẹo hết tay em. Rất tốt. Đúng rồi, chuẩn luôn. Hoàng Anh idol của volleyball Bé Công Tử. Hai pha phạt bóng ăn điểm trực tiếp của chủ cầu Minh Hiếu. Đánh luôn em. Ngã. Nhảy phản luôn Tuấn ơi. Nhảy ra mà hồi em đánh. Cảm ơn đồ gì Hồng Nhũng nha. Trang phục rất là đẹp đúng không? Như phạt đây. Đúng rồi. Kéo nữa em ơi, kéo vai quả mạnh vào đi. Đó. Và chị Tuấn đã phá kỷ lục của Mỹ Hiếu rồi, ăn một quả phạt đi không. Phim đây, phim đánh quả đẹp bạn ơi. Và như vậy là kết thúc một vòng chiến thắng ở hội khỏe Phú Đồng cùng một diễn ra tại huyện Anh Sơn. Đội hình được đi tiếp là trường học phổ thông Anh Sơn 3 và hẹn gặp lại mọi người vào ngày 4 tháng 12 tại thị trấn Con Cuông. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.